Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì bây giờ tầm khoảng 7 giờ hơn gì đó. Thì hôm nay có cái đợt hàng của năm học mới đã chạy cho khách hàng. Thì các anh chị biết là khi đối với trong một cái ngành nghề của chúng ta thì chúng ta đôi khi là có ngày chúng ta chỉ ngồi chơi không thì chủ yếu, hoặc là khách lễ, vô sổ hộ khẩu, hoặc là chứng minh nhân dân. Nhưng mà có những đợt hàng thì chúng ta sẽ sắp xếp thời gian chạy luôn đêm, tại vì những cái đợt hàng đó là đợt hàng gấp đầu năm, hơi gấp chút. Tuy nhiên ở đây thì mình đang sử dụng hai máy, một cái hai dòng này nó giống nhau, là hai dòng này giống nhau, nó tương tự với nhau. Một cái này là cái Savin 405, còn cái kia cái 205 thì nó cũng giống nhau thôi. Cái kia thì đã được 10 năm, được 10 năm rồi, tuổi thọ nó cũng 10 năm rồi. Còn cái này chạy cũng nằm mới khoảng 4 năm, mình mua sao cho nó ok. Tuy nhiên là cái máy kia hoạt động còn tốt. Tuy nhiên có một số cái gì mình muốn chia sẻ tới các bạn. Khi mà các bạn trong quá trình đặt máy đối với một số cái bạn mới, cái này ưu tiên nhập cho một số các bạn mới là mục tiêu đối với tình nhiệm nhiều trong quá trình đặt máy và vào hành máy thì khi mà các anh chị đặt máy thì các chị nên đặt ở cùng một phía như thế này, để trong quá trình chúng ta chạy thì chúng ta sẽ dùng một cái quạt để chúng ta hỗ trợ làm mát máy. Thì ở đây mình sẽ có sử dụng một cái quạt như thế này. Đây các anh chị thấy ở trên đây á, ở trên đây mình sử dụng một cái quạt, mình để mình quạt xuống, nhưng mà mình quạt ha, mình quạt thì mình quạt bên hông này nè, để cho nó vừa tiện lợi giữa hai máy á, thì nó đưa cái sức nóng của cái máy photo mà trong khi mà nó qua cái cụm sấy nó phà ra, thì nó sẽ có một cái luồng gió nó đi ra thế này và nó đi ra ngoài cổng, ngoài kia là cái cổng rồi, đi ra ngoài cổng. Mục đích của cái việc làm như vậy á, mục đích của cái việc mình đặt như vậy thì để tránh cái tình trạng là đối với một số cái trường hợp như mà tất cả các bạn và các anh chị á, mà để cái máy ở trong cái góc khuất hoặc là không có gió thông thoáng á, thì cái hơi mực nó ra, nó mình sẽ hít phải vào trong cơ thể mình thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe ha. Tại cái gì nó cũng phải có cái sự độc hại của nó hết, nên là các chị nên chú ý hoặc đặt máy ở những nơi thoáng mát. Còn trong quá trình đặt máy thì các anh chị nên là đặt ở mặt phẳng này ha, trên một cái mặt phẳng để tránh cái tình trạng là máy nó bị nghiêng vào bên, sau này nó sẽ bị bên tự có tự không ha, là chạy như thế nào đó. Còn đối với máy mà sử dụng cái nguồn điện 110 thì khi các anh chị sử dụng cái ổn áp thì các anh chị nên nhớ giùm mình là cái ổn áp, ví dụ ở đây cái ổn áp của mình nè, thì mình ở phía trước này mình chỉ sử dụng một điện 110 thôi, cho cái máy hai cái máy này thì cùng một dòng điện 110. Tuy nhiên nếu sợ quên thì mình sẽ sử dụng cái miếng dán, mình dán lại cái 220 và cái 110 đi. Đôi khi nhiều lúc các bạn sẽ không có nhớ được là cái máy mình sử dụng điện bao nhiêu ha. Trên đây mình cũng vậy nè, ở trên đây một cái ổn áp 3 kg dành cho một máy, và đây 5 kg thì sử dụng cho một máy với lại cái dạng máy vi tính ha. Thì đây mình có hai cái ổn áp đó. Thì do đó là khi mà các anh chị làm, các anh chị nên nhớ, tại khi mà các anh chị mà đối với các anh chị mà sử dụng cái nguồn điện là 220 thì không thành vấn đề gì. Nhiều lúc mình quen rồi, mình ở đây mình sử dụng điện 220 mình quen rồi thì mình cắm vào trong điện lưới nhà thì cũng không sao ha. Chứ còn đối với một số như ví dụ như mình đây, hoặc số các anh chị ấy, mà sử dụng cái nguồn điện 110 thì chúng ta nên làm vậy, để chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái ổ áp chúng ta muốn cắm điện vào thì chúng ta nhớ là cái điện này mình sử dụng 110, mình cắm đúng lỗ 110 thôi ha. Giờ đó nên đối với cái ngành nghề mà dịch vụ photo in ấn là một, mình nghĩ là một trong những cái ngành nghề tương đối là rất là khó khăn. Khi mà đối với các bạn mà mới vào, các bạn chưa có tính toán được cái số lượng cái đơn hàng cần chạy, là nó các bạn chưa tính ra được, ví dụ như chạy một đơn hàng vậy là cần bao nhiêu giấy, cần bao nhiêu mực, rồi tính toán thời gian thế nào. Đối với mà hai máy thì chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn chúng ta. Còn nếu mà tất cả các anh chị mà tính toán một máy thì các anh chị bắt buộc các anh chị phải cày, các anh chị phải chạy luôn đêm để đảm bảo được là nguồn hàng cho khách hàng. Lúc đó mình giống như là một con cú đêm vậy. Nên là mình có khi các bạn biết lúc mà mình mới mở tiệm ra, đối với những cái đợt hàng ấy, mình nhiều quá, nhận thì tham lắm, nhưng mà mình không có tính toán được thời gian nên mình chạy rất là chật vật.
và cái thời gian nó không đủ kịp để giao cho khách hàng, nó buộc phải chạy. Đôi khi các bạn biết là chạy có khi tới 2-3 giờ sáng mới xong đợt hàng khách hàng, tại vì mình không có hình dung được là trong quá trình chạy còn sẽ gặp phải vấn đề về máy móc này kia nữa. Nên do đó thì các bạn mà nhận đơn hàng khách hàng thì các bạn cần phải biết tính toán sao cho nó hợp lý và đủ thời gian để cho chúng ta làm cho khách hàng nó ổn định ha.